Hello, chào tất cả các bạn. Cũng lâu lâu rồi mình chưa ra cái làm cái video nào cả, bởi vì là thứ nhất là mình không phải là người chuyên làm YouTuber, thứ hai là cái công việc nuôi cún poodle của mình cũng là mới thôi, mình cũng chỉ có một vài cún mẹ và có một vài đàn thôi. Và hôm nay mình muốn chia sẻ, muốn review đến các bạn cái đàn poodle này của mình. Thì trong cái công việc nuôi nhân giống chó poodle thì đôi khi là mình có những cái đàn nó rất là đẹp mà mình bán được giá, nhưng mà đôi khi nó có những cái đàn nó không được ưng ý nhiều lắm. Mình đang nói đến ở đây nó là cái vấn đề về màu màu sắc, màu lông, chứ không phải là vấn đề về con cún nó bị tật, bị lỗi hay là ngoại hình của nó không được đẹp. Thì cụ thể ở đây là mình có cái đàn poodle này là mẹ là màu màu xám. Mình đã có làm cái video review về bạn bạn xám đấy, bạn xám đen. Bạn đấy mình thấy khá là thích bạn đấy, vì bạn đấy rất là đẹp. Đấy là đẹp, đấy là cá nhân mình nhé. Còn đẹp có người thì nhìn không đẹp, cũng như mình thì thấy rất là đẹp, nhìn màu rất là sang. Thì cái bạn xám đen đó phối với lại một bạn poodle màu trắng. Thì mục đích ban đầu của mình sẽ là cho ra một đàn xám. Thế nhưng mà sau khi mà phối sinh sản thì nó ra ba bé là màu này, là màu phantom. Cái màu phantom này thì sẽ không có giá trị cao như là màu xám. Màu phantom này như cộng đồng chơi poodle thì đánh giá cái màu phantom này nó rẻ thôi. Nên là hôm nay mình cũng review cho các bạn. Thì thực tế ra ở đây có ba bé, thì có hai bé là màu như thế này, gọi là màu phantom, còn một bé nữa chúng nó rất là nghịch, nên mình không thể nào mà đưa ra hết tất cả được, đưa lần được. Có hai tay thôi, chỉ giữ được hai nhóc cùng lúc. Còn một bé nữa là màu xám xám như thế này đó, màu xám sáng như thế này. Đầu tiên nó nói về ngoại hình đi. Ngoại hình thì rất là đẹp luôn, bởi vì sao, là mõm ngắn này, chân ngắn này, body nhỏ đấy, size tiny, body nhỏ đấy. Còn chất lông thì xoăn mà dày, dày thật là dày luôn ấy, dày rất là dày. Còn về sức khỏe thì rất là ok, ăn khỏe nghịch như dặm đó. Bạn này bạn cái ăn khỏe nghịch như dặm. Nhưng mà có một cái vấn đề nó không không mình không đúng ý mình ở đây, nó là về cái màu. Nó ra cái màu phantom thì như mọi người cộng đồng chơi bút đồ đánh giá là cái màu phantom này là cái màu nó rẻ tiền. Thì thôi thì mình nuôi thì mình đầu tư con giống thì nó cũng không phải là ít, rồi là tiền phối, tiền sinh sản, tiền vaccine, tiền chăm, nó không phải là ít. Thế nhưng mà trong kinh doanh, trong làm ăn thì có phải lúc nào nó cũng như thuận buồm xuôi gió đâu. Thế nên là đôi khi nó cũng được và đôi khi nó cũng không được, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Thì cái đàn poodle này đã được 45 ngày tiêm một mũi rồi, tiêm một mũi được hai được 3 ngày gì đó, 3 4 ngày gì đó, hơn 45 ngày thì đã tiêm một mũi rồi. Thì mình cũng review dần đi để mọi người tham khảo, anh chị em tham khảo. Nếu mà ai thích nuôi thực sự thì có thể đón về nuôi, vì là giá nó rất là hợp lý. Mình không biết là YouTube nó có cấm cái việc mua bán chó cảnh ở trên kênh của YouTube không, nên là mình cũng rất là lăn tăn cái chuyện là công khai giá, bởi vì sợ đâu YouTube nó họ đánh lỗi của mình về cái việc là mua bán động vật. Như là Facebook là nó cấm đấy, Facebook là nó cấm mua bán động vật, nên là nó có khi nó xóa nick luôn đấy, bay nick luôn đấy. Thế nên là cái YouTube này thì mình không biết. Thì thôi thì mình cứ cứ nói như thế này, tức là giá của nó chỉ hơn hơn 1 đồng thôi,
Hôm một đầu thì bởi vì hồi chứ sợ YouTube nó cấm, thì ba mẹ nào mà yêu thương ấy thì inbox vào cái Zalo cho mình nhá, Zalo cái số Zalo mình để trong phần mô tả đấy là số là 0946621189, 0946621189. Ba mẹ nào mà thích nuôi thì inbox vào đó thì mình sẽ báo giá cụ thể, nhưng mà nó chỉ là hơn 1 đồng thôi, rất là rẻ, chỉ bằng mấy gọi là tiền ăn sáng đó, tiền cà phê thuốc nước đó. Thì những ai mà nuôi cái loại này được này, thì nếu như mà các bạn mà nuôi để mà sinh sản, nuôi sinh sản thì thôi thì mình khuyên là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì dòng này mà phối ra thì nếu như nó cũng ra dòng này thì nó không có lợi ra màu này chứ, ra màu này thì nó không có lợi cho kinh tế cho các bạn. Chứ còn nếu mà các bạn mà nuôi để làm cảnh thì cá nhân mình nhé, trước khi mà biết được cái màu phan tôm này nó không được ưa chuộng, mình nói chính xác là nó không được ưa chuộng, thì cá nhân mình thì lại rất thích màu phan tôm. Năm ngoái nuôi thì mình xem ở trên mạng họ bán màu phan tôm mà ô xong nó màu nó lạ đấy, nó lạ tức là nó đối xứng hai bên này, đối xứng từ hai chân này, cái ngực này đấy, lông mày bạc này đấy, đối xứng luôn chân sau cũng thế này, đi tất bốn chân đều đi tất, thì mình thấy có cái màu phan tôm này nó cũng hay chứ, cũng đẹp cái gì đâu, có đồ vẻ gì nhỉ. Và cho đến khi mà đẻ đàn này thì mình cũng nghĩ rằng là đẻ đàn này thì mình cũng nghĩ là ô cái màu phan tôm này đúng cái màu mình thích này đấy, thì mình nói vậy là bởi vì sao? Bởi vì là mình chia sẻ thực với mọi người là mình không phải là người nuôi chuyên, mình cũng chỉ có một vài đàn thôi, chứ nếu mà nuôi chuyên thì ngày chắc ngày nào mình cũng có cún để review để bán, thì mình chỉ có một vài đàn thôi, mình nuôi thêm để chia sẻ niềm đam mê đấy. Thì khi mà chuẩn bị xuất chuồng thì có hỏi một vài người thì người ta bảo ô cái màu này nó không được ưa chuộng đâu đấy, màu này không được ưa chuộng nên nó giá nó rẻ đấy, thì thôi mình phải chấp nhận thôi, chứ nó chỉ là vấn đề về màu thôi, chứ còn về sức khỏe này, về ngoại hình nhá, nói thật với các bạn là móng cực ngắn luôn, chỉ bằng độ dày của một ngón tay, chỉ bằng độ dày của một ngón tay thì móng cực ngắn luôn, chân cũng ngắn luôn đấy, mà lông thì rất là dày luôn, lông thì rất là dày, chân lông này vì là mẹ là màu xám, bố là màu trắng, thì chân lông này nó đã trổ ra xám rồi, nó đã trổ ra xám rồi, thì mình đến 1 tháng tuổi thì mình vẫn nghĩ đây là nó da xám đấy, nó da xám. Thế nhưng mà hỏi anh bạn anh đi bóc bảo ôi mày ơi không phải, cái này màu phan tôm đấy, vì là màu phan tôm mà nó có đặc điểm là nó đối xứng, có phan tôm trắng, phan tôm vàng, ở đây phan tôm vàng này, nó đối xứng này. Đấy, ngực nó cũng đối xứng này. Đấy, này, lông mày này, mình lúc đấy mình lại thích là ô sao nó mấy con của mình lại có lông mày bạc này, có khi nó lại độc đáo, có khi là nhiều người ưa chuộng, có khi lại đắt tiền. Thế nhưng mà thôi thì những cái người ta chơi dòng này lâu rồi người ta nói rằng là nó không được ưa chuộng, đứng ra là không được ưa chuộng, chứ còn có cái thời điểm ưa chuộng thì nó lại giá lại cao đấy, giống như ngày xưa ấy cái màu 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 nâu đỏ ấy, ôi giời trời ơi, 2 cái năm trước màu nâu đỏ ưa chuộng ấy, 4 triệu 1 con, mình đã bán một đàn là 5 con thì mình giữ lại 1 con, mình bán 4 con là 4 triệu 1 con là được 16 triệu. Nhưng mà bây giờ cái màu nâu đỏ thì cực kỳ là giá trị cực kỳ là thấp đấy, nó do cái thị hiếu của người tiêu dùng chứ không phải là do con chó nó bị làm sao đâu. Chứ còn đấy thì thực ở đây vì là nếu như mình nuôi chơi thì mình giữ lại ngay, nhưng mà nhà mình là có 6 con thì mình cũng không thể nào mà cứ đẻ ra rồi giữ lại nuôi hết được, không thể nuôi hết được, thế nên là mình buộc mình phải bán đi, và bán thì mình phải chấp nhận quy luật của thị trường thôi. Đấy, hôm nay cái tóc nó hơi xấu nên là phải ngồi như thế này. À vừa rồi các bạn bạn nói là cái video mình nói hơi nhỏ, thì đúng thực là mình quay bằng cái điện thoại, mình cũng không không có cái thiết bị ghi âm chuyên nghiệp nào cả, vì là mình không phải YouTube chuyên nghiệp, nếu mà
về lâu dài mà mình bán được cuốn thì có khi mình cũng đầu tư, mình sẽ cố gắng đầu tư, hoặc là mình sẽ cắm một cái tai nghe ở đây để kéo ra để nói cho dễ, mình cũng sẽ rút kinh nghiệm cái việc đó. Thế còn quay trở lại cái vấn đề chính này thì mình review cho các bạn ở đây là có hai có ba hai được một cái đây, bạn này bạn được này, thì review hai bạn được trước đi. Đây bạn được nữa này đó, bạn được này, bạn được đầu đàn này đấy, các bạn nhìn body này ngon không, trời ơi body ngon không, bọn này do nó nghịch nó ăn lấm lem, mà chứ vừa tắm hôm qua chụp được vài bức ảnh đăng lên Facebook đó, thì chúng nó vầy, chúng nó nghịch nó lấm lem, nên là bởi vì là cái mùa hè thì không sao, mùa hè mình tắm thường xuyên, nhưng mà mùa này ngoài Bắc này lại có tin là trời rét đấy, nên là đâu có dám tắm nhiều đâu, mình chỉ có lau người thôi đấy. Đây bạn đực này cực kỳ khỏe mà nghịch này. Chất lông thì bạn này chất lông khỏi phải nghĩ nói luôn, chất lông rất là dày, chất lông rất là dày, dày hơn hẳn so với lại những cái con bạn mua đồ khác đấy, chất lông rất là dày. Đây đây body này. Đấy chính xác nó là phantom đấy, như anh như như ông anh mình nói thì đây nó đối xứng chính xác là phantom, nhưng mà kỳ thực mình thấy nó cũng đẹp chứ đâu phải không đẹp, màu nó rất là đặc biệt là chân lông của nó trổ xám nha, vì mẹ nó là màu xám, chân lông của nó trổ xám, chân lông trổ xám đấy. Đây lông mày bạc này, mình nghĩ đặt cạnh bạn này và một bạn xám đen thì mình thấy bạn này còn đẹp hơn đấy, vì là bốn chân đi tất đó. Thế nhưng mà thị hiếu của người tiêu dùng thì người ta lại không ưa chuộng, thì mình biết làm thế nào được, nó theo mốt mà theo trend mà, thì đành ngã ra thì giá được giá cao, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn 1/3 1/4 giá trị thật, giá trị mình mong muốn thôi, thì mình phải chấp nhận đấy, thì mình cũng có tham khảo rồi, nó chỉ hơn 1 đồng thôi. Mình sợ YouTube người ta đánh gọi là gì nhỉ, người ta phạt vì cái tội là mua bán động vật, mình cũng không biết cái YouTube nó có thế thật không, nhưng mà cứ lo xa thế, bởi vì Facebook nó thế, thì đôi mình tránh nói về cái vấn đề giá cả cụ thể, thì chỉ nói là hơn 1 đồng, thì các bạn cứ vào Zalo ấy, thì mình sẽ đưa con giá cụ thể, nói chung là nó không người ta sinh viên cũng mua được, học sinh sinh viên mua được, nói thật luôn đấy. Nếu như các bạn mua chú cún về để nuôi nhé, đấy các bạn xem này, mặt thì ngắn rồi, mõm thì rất ngắn rồi, mõm thì rất ngắn, bạn này thì mõm rất ngắn này, đực nghịch lắm, ăn khỏe mà đẹp, đây, nghịch lắm, mõm ngắn, mặt xinh, người ngắn, chân lùn, lông thì dày cực kỳ dày luôn. Đấy, chỉ có mỗi cái màu mà nó do là cái quan niệm của người ta thôi, chứ còn thực ra ấy, mình nhìn cái màu nó đối xứng như này nó cũng đâu có xấu đâu đấy, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi. Bạn này bạn đực nhé, bạn này bạn đực đây, nhìn nó nhìn camera nó còn đang vẫy đuôi này, nó nhìn camera nó còn đang vẫy đuôi này. À, mày chào các bạn đi. Đây là một bạn này, bạn đực tiếp theo này, bạn này là bạn đầu đàn, còn bạn này là bạn em út đó. Bạn này thì lại màu sáng, bạn này thì rất nhiều người hỏi luôn, mình chụp ảnh ba nhóc lên thì ra mọi người bóc hỏi bạn ơi cho tớ xem bạn 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 sáng màu, thì đấy bạn sáng màu đây, mình bảo là để mình làm cái video cụ thể chi tiết, cũng đảm bảo với các bạn luôn là lông thì cực dày, lông vô đối đấy. Mặt thì cũng xinh, mặt đoạn này nhỏ, nhưng mà có cái nhỏ này mình nghĩ là nó sẽ sáng dần ra, bởi vì chân lông nó sáng mà, cái lông này là lông máu, sau này mình cắt cắt đi thì những cái ngọn đen này nó sẽ mất và nó sẽ sáng ra, nó sẽ sáng hết ra đấy, nó sẽ sáng hết ra. Bạn này thì sáng hơn là hai bạn kia đấy, có thể là người ta thích sáng màu thì mình cũng không biết, thì mình cứ đồng giá như nhau. Bạn này cũng là bạn được, bạn này là được em út đấy. Chân chân ngắn, bạn này thì có body nhỏ hơn cái bạn đực lúc đầu, đực lúc đầu đâu ra đây anh xem nào, đâu rồi đây, bạn này có body nhỏ hơn một chút xíu đấy,
bạn này khoảng 6 lạng thì bạn này năm lạng 8, năm lạng 7, năm lạng 8. Đó. Không đến 6 lạng đâu, nhưng mình ví dụ thế vì là cái lúc cái thời điểm mấy ngày trước mình tiêm ấy thì mình cân ấy, thì bạn này khoảng 5 lạng rưỡi, bạn này khoảng 5 lạng 3. Đó thì được đâu đó 3 đến 5 ngày gì đó thì mình cứ nói thế cho nó tròn nó dễ nhớ, lẻ lẻ quá này không nhớ. Thế rồi là ví dụ như nói 5 lạng mấy mà đến tay các bạn thì lúc đấy có khi nuôi thêm chục ngày nữa rồi thì nó lại thành 6 lạng rồi, thì các bạn lại thấy về nói rằng là sao gì view nó 5 lạng mà lại bây giờ thành 6 lạng, thì nó phải lớn chứ, cái tầm này nó lớn nhanh mà. Này, chân thì rất là ngắn nhá, chân rất ngắn, mặt xinh, mặt mặt xinh tức là mặt ngắn đấy, mặt ngắn đấy, móng không 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 bị dài ngoằng ra. Có những con mình thấy là móng nó dài ngoằng ra, móng đua ra xong rồi đầu thì bẹt, nhưng mà đây là cái gồ trên đầu này, đây là cái phần này nó gọi là cái gì nhỉ? Phần top này, phần top này nó cao ấy. Mặt gãy, chó bút đồ mặt gãy thì mới sinh nhá. Thì vì thế mà khi mà đi spa người ta hay cắt cái chỗ này cho nó gập xuống, người ta cắt sát cái chỗ lông này xuống cho nó gập xuống để nó tạo ra cái mặt gãy. Thì đây mặt nó gãy sẵn luôn, mặt gãy đây phần top này nó gãy gập đấy, đây là đây gọi là mặt sinh, mặt ngắn đấy. Tai nhỏ này, tai nhỏ xíu xíu luôn, càng nhỏ càng cu te. Đó. Chân thì ngắn, chân ngắn đúng chút đúng chút, cái phần nhìn bạn nhìn nó nhỏ nhỏ này không, nhưng mà mình nghĩ rằng là vì là chân nó mọc ra, nó mọc ra xám rồi, ít nữa cắt đi nó hết cái phần đấy là nó xám toàn bộ luôn. Màu này có lẽ là được chuộng hơn, được mọi người chuộng hơn. Trời làm review mà nó tấn công, nó đổi dài mũi tấn công ghê. Đây còn bạn 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 cái cuối cùng. Bạn này là bạn bạn đứng thứ hai này, bạn bạn được được màu đen kia là thứ nhất, xong đến bạn này thứ hai, rồi bạn sáng màu kia là em út. Bạn này thứ hai là bạn cái, thì bạn này lại là nhỏ nhất đàn, bạn này chỉ có 5 lạng thôi, chưa được 5 lạng đâu cái lúc mình tiêm ấy. Bạn này thì nói thật bạn này là body đẹp nhất này, bởi vì là vuông luôn, dáng luôn chun chun chun, body cực kỳ đẹp đấy. Các bạn xem body cực kỳ đẹp luôn, ngắn chút chút chút, mõm cũng ngắn luôn, mặt cực xinh, mặt cực xinh luôn, chân lông cũng trổ bạc đó, thì giá cũng như như hai bạn kia đấy, lông dày xoăn tít đó. Thì anh em nào mà thích thì inbox vào Zalo nhá, Zalo mình để ở phần mô tả nhá, 094 662 1189, hơn 1 đồng thôi nhé. Thì anh em nào mà thích inbox vào thì mình trao đổi cụ thể, muốn xem lấy thông tin hình ảnh gì thì lại cũng lại cụ thể hơn đấy, đấy review cho các bạn xem. Chỉ có mỗi về về cái màu của nó là màu phantom, cá nhân mình thì thấy phantom cũng được, nuôi cũng được, không có vấn đề gì cả. Còn nhưng mà vì là thị hiếu của người dùng, cái đấy là vấn đề quan trọng. Thị hiếu của người dùng, người ta nói rằng bây giờ nó hết mốt, thì nó rẻ thế thôi, chứ còn không có gì cả, không có tật lỗi ở gì ở đây cả. Còn cái thời hoàng kim của nó thì nó rất là đắt, nó giống như xe Vision, cái thời hoàng kim, cái thời cách đây cái đợt hè vừa rồi ấy, nó lên đến 40 triệu, bốn mấy triệu, gần 50 triệu một cái xe. Nhưng bây giờ xuống còn ba mấy đâu đấy, vẫn là cái xe đấy, vẫn đi như thế. Thế mà nó qua cái trend của nó rồi thì nó giá nó xuống, thì ai mua được cái thời điểm mà qua trend của nó rồi thì người ấy được lợi. Còn cái đàn này của mình cũng thế, bây giờ nó qua trend rồi, nó không còn thịnh hành cái phantom nữa thì thôi, mình không không biết, mình không có gọi là không có kinh nghiệm nhân giống thì mình nhân ra. Chứ còn về nguồn gen của nó là mẹ màu xám, mình đã có cái video review rồi về cái bạn mẹ của bạn này rồi, rất là đẹp, bố thì màu trắng đấy, có nguồn gốc rõ ràng nhá, mình có video phối đấy. Thì
Để về nguồn gen là ok, chỉ có là hai cái gen màu trắng và màu xám, cái con đực đó và con cái đó không hợp nhau, có khi lứa sau mình phối với lại màu trắng khác thì có khi lại đẹp. Vậy thì lại phải đợi lứa sau, thì lúc đấy đẹp thì giá nó sẽ cao hơn, còn bây giờ hơn một đồng. Các bạn mà ai mà thực sự mà yêu thích động vật mà tài chính nó khoảng đấy, học sinh, sinh viên, người mới đi làm, đôi khi là nhiều người người ta phong thủy người thích màu màu đen, nhưng mà như mình là như anh không, mình mộc thì không không mình mộc màu xanh, những bạn mà mệnh thủy màu đen, mệnh thủy thì rất thích màu đen, hợp với màu đen thì người ta đôi khi người nuôi phong thủy tài lộc, cái đấy thì nó là cái quan niệm của mỗi người đó. Thì mình thì có sao thì mình chia sẻ vậy, còn tiêm tiếp thì có sổ chiếc đàng hoàng, bán cho các bạn thì cũng có bảo hành luôn. Nếu như mà các bạn chưa muốn lấy ngay, các bạn muốn gửi lại đây để mình chăm thêm và vào mũi hai thì cũng được, thì đến đấy các bạn cứ lúc ấy cứ inbox vào Zalo. Một số bạn thì để thích là phải tự tiêm mũi hai mũi ba để cho yên tâm, vì đôi khi là người khác tiêm không yên tâm thì cũng không sao cả. Ở cái đàn ngoài đàn trước là mình có quay video quá trình tiêm, nhưng mà mấy cái đàn gần đây thì mình không quay video, bởi vì là trước quay video mà chả ai hỏi là hỏi video tiêm, người ta chỉ nhìn sổ tiêm là người ta ok đấy, thế nên là thôi mình không quay video nữa, bởi vì là nó lách cách quá. Có mỗi mình làm vừa đặt máy điện thoại xong lại quay, xong rồi ra lấy thuốc để ra tiêm, đôi khi cái video nó quá là dài. Mà tiêm nhà mình bây giờ có ba đàn, tiêm một lúc cả chục con như vậy nó lố, nó lách cách, quay video rồi phải tách ra từng con cơ, từng con quay video xong lại tắt máy, một lúc sau lại chết là không biết là video này là của con nào, thế là thôi không, mình không quay video nữa, nó hơi lách cách đấy. Chia sẻ thông tin thật với các bạn như thế nhé. Cảm ơn các bạn nhé, có gì inbox vào Zalo cho mình nhé.